khi mua nhiệt kế thì chúng ta cần chú ý điều gì? Hồ sơ xin chào bà con ha. Trước tiên là về độ chính xác. Đó, giả sử chúng ta bị sốt cao mà máy báo không có sốt, hoặc là chúng ta không sốt mà báo là sốt thì lại khá là nguy hiểm khi chúng ta sử dụng thuốc. Và trên thị trường thì có rất là nhiều cái dòng máy để cho chúng ta lựa chọn. Ngày xưa thì chúng ta dùng cái nhiệt kế thủy ngân, giá nó rất là rẻ, nó tầm có mười mấy ngàn một cái thôi, thì nó cũng khá là chính xác. Nhưng mà do cái thủy ngân nó que nó rất là độc, lỡ mà bể ra cái thì rất là nguy hiểm đó. Nên là sau này người ta có bán những cái dòng máy như thế này nè, que điện tử thì độ chính xác cũng rất là cao. Nhưng mà có những cái dòng máy rẻ tiền điện tử nữa, tầm có vài chục ngàn, thì cả nhà mình nên cân nhắc kỹ trước khi mua nghe. Và bên cạnh đó thì cả nhà thấy là những dòng máy mà đo trên trán như thế này nè là được bà con mình mua sử dụng rất là nhiều. Tại vì mình mua xài cho gia đình, nhất là gia đình có em bé nè. Giả sử mình đo trên trán có khoảng tầm 1 đến 3 giây là ra kết quả. Còn những cái cặp nách như thế này chúng ta mất khoảng 1 phút là rất là lâu. Và giả sử giống như những nơi mà mình cái cơ quan xí nghiệp á, là cái mùa Covid mà để đo sốt cho khách hàng hoặc là đo cho nhân viên á, bước vào cái mình dùng cái máy mình đo cái tiếp cái mất 1 giây để mình có thể kiểm tra sớm Covid. Đó, cả nhà mình có thể ngoài ra mình mua cho gia đình nè, mình đo được cho nước nè, nước nóng, đo sữa cho em bé nữa. Rồi cả nhà có gì thắc mắc thì cứ gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn để tư vấn thêm nha. Tại sao mà nhiệt kế 100 mấy chục ngàn, tại sao mà tới cả triệu, và tại sao có mười mấy ngàn? Rồi có gì thắc mắc thì bà con mình cứ gọi điện vào số điện thoại bên dưới. Chúc bà con nhiều sức khỏe, tạm biệt.